Xin kính chào quý bác tài, em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay em lại quay một clip để phổ biến về khuyến mãi của dòng xe ZN350S cho quý khách hàng. Thì hôm nay đã là ngày 19 tháng 6 rồi ha. Thì trong tháng 6 này đến ngày 30 tháng 6 là khi khách hàng mình đầu tư xe tải ZN200S hoặc là N350S với cái tải trọng là 1 tấn 9 hoặc là 3 tấn 49 thì sẽ được khuyến mãi rất là hấp dẫn luôn. Thì em sẽ phổ biến ngay. Đó là xe ZN200S là 2022 sẽ được khuyến mãi là 25 triệu đồng cả bạc kính hai phiên bản. Thì đời 2023 của 200 N200S thì khuyến mãi là 10 triệu đồng, tương đương với lại là 100% chi phí trước bạ. Đấy, đó là của khuyến mãi N200S tải trọng 1 tấn 9. Thì khuyến mãi của N350S nó sẽ là khuyến mãi 30 triệu đồng cho phiên bản đời 2023. Và 2022 của N350S thì đã hết rồi ha quý khách hàng. Quý khách hàng mình đầu tư thì chỉ còn lại là xe mới thôi, N350S đời 2023. Thì ở đây công ty em đang có trưng bày sẵn cả thùng vui bạc và thùng kính luôn. Thì hai con xe N200S và N350S nó rất là giống nhau, từ khung gầm, động cơ, về mọi thứ luôn. Thì nó chỉ khác nhau về cái tải trọng của xe, như là 1 tấn 99 hoặc là 3 tấn 49, một cái vào thành phố, một cái là đi tỉnh ha. Ở đây thì xe em đã mở đầu lên rồi, thì quý khách hàng mình có thể là xem cái phần động cơ nó nha. Và xe dắt chúng ta đang sử dụng là động cơ Cummins với 4 xi lanh 4 kỳ thẳng hàng. Thể tích làm việc của nó là 2746 cho công suất là trên giấy tờ là 90 kW tại 3.200 vòng và công suất mã lực là 120, cực kỳ khỏe. Độ tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng là 8 đến 10 lít nếu bác tài mình đi đủ tải ha, nếu mà đi trên tải chút xíu thì có thể là 12 lít. Động cơ, khung gầm và hộp số chúng ta bảo hành là 5 năm cho quý khách hàng trên 150.000 km và còn nhiều cái mục bảo hành khác nữa. Em sẽ phổ biến ở chi tiết khi mà khách hàng mình liên hệ cho em ha. Thì tải trọng con này là 3 tấn 49 và tổng tải của nó là 6 tấn 8 với khách hàng. Và kích thước thùng hàng, kích thước thùng thì nó sẽ có kích thước chiều dài gập rộng là 4m38, rộng là 1m84 và chiều cao của thùng là 1m8. Ở đây thì xe em đang có phiên bản là thùng kính được đóng theo tiêu chuẩn của nhà máy ha. Tiêu chuẩn thì nó sẽ đóng ở bên ngoài là inox hợp sóng, ở trong sẽ là tôn kẽm, ở giữa sẽ là bút xốp. Sàn thì sử dụng sàn tiêu chuẩn là sàn sắt phẳng 2.5 ly, đóng rất là liền lạc luôn. Và các cản hông và cản đuôi đều là bằng sắt hợp cả ha quý khách hàng. Ở đây thì lớp xe chúng ta sử dụng là lớp 700 EG16, lớp cao su mina, ở trước là lớp đơn, ở sau là lớp đôi. Thì xe sẽ có trang bị những cái tính năng như là phanh cấp vô đổ đèo, đi an toàn khi mà khách hàng mình xuống đèo ha, và phanh ABS nè, rồi hệ thống cruise control khi mà chúng ta đi đường cao tốc hoặc là đi đường dài nè, là hệ thống ga tự động đó với khách hàng. Ở đây thì cái đầu cabin thì nó sẽ với khách hàng mình thấy nó có cái gương to nè. Phiên bản này là nó sẽ có hai cái gương bự, hai cái gương mò bên phụ nữa. Thì nội thất của xe sẽ có là kính điện, khóa điện, trợ lực lái. Ở đây là hệ thống cruise control nè, ga tự động của xe. Đây là các cái phím chỉnh radio FM và âm thanh nè. Chúng ta trợ lực dầu và có hộp số là hộp số phát 6 tiếng một lùi, 5 tiếng một lùi. Ở đây thì máy lạnh đầy đủ cho quý khách hàng ha. Khoang chỗ ngồi rộng 3 chỗ ngồi, ghế chúng ta là ghế nỉ. Đấy. Thì con xe này hiện tại đang có giá là 460 triệu đồng cho phiên bản thùng kính và 457 triệu đồng cho phiên bản thùng vui bạc. Quý khách hàng mình đầu tư thì trong thời gian này, trong tháng 6 tới ngày 30 tháng 6 thì sẽ được khuyến mãi 30 triệu đồng thẳng vào giá xe luôn. Tức là khi quý khách hàng mình đầu tư con thùng kính thì nó chỉ còn lại là 430 triệu thôi. Chi phí giấy tờ thì nó sẽ rơi vào khoảng là tầm 20 triệu đồng. Thì tính ra là tầm 450 thôi là quý khách hàng mình đã có con xe 3 tấn 49 mình chạy hàng rồi ha.
Còn nếu mà về đầu tư qua ngân hàng thì như thế nào? Con xe này đang được hỗ trợ vay là tối đa 80% cho quý khách. Quý khách hàng mình chuẩn bị cho em 100 đến 120 để chúng ta có thể hoàn thành thủ tục lấy xe. Thời gian vay từ 7 đến 10 ngày là hoàn thành. Và thủ tục còn có là căn cước công dân và đăng ký kết hôn khi mà khách hàng mình đã có gia đình. Và chưa có gia đình thì cho em xin giấy xác nhận độc thân. Liên hệ cho em qua số hotline để có thể là biết thêm thông tin chi tiết và ghé tại showroom ô tô Phú Cường tại địa chỉ là D7 xa 4A quốc lộ 1A thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là tại địa chỉ 95 quốc lộ 1A Vị Mỹ Cây Lậy Tiền Giang. Quý khách hàng mình đến showroom xem xe trực tiếp, và showroom em đang có rất là nhiều xe tải từ 1 tấn cho tới 3 chân, 4 chân, 5 chân đó, và có cả đầu kéo nữa ha. Quý khách hàng mình có nhu cầu về xe tải thì có thể là liên hệ cho em. Video của em đến đây là kết thúc. Em vẫn xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng của Dũng video clip tiếp theo.